Thầy ơi, so sánh giữa cái này và cái kia, tiếng Trung có sao nhỉ? Vậy thôi, let's go. Cấu trúc sẽ là A gần B xiang bì, hoặc là A hờ B xiang bì, là so sánh giữa cái này và cái kia, và cuối câu phải ăn cái hay có kết quả gì đó. Ví dụ như cái câu là so sánh giữa tôi và bạn ấy, phải ăn cái tôi đẹp trai hơn. 我跟他相比我比较帅 我比较帅 Hoặc là câu so sánh giữa chợ truyền thống và siêu thị, tôi thích siêu thị hơn, thì tiếng Trung sẽ là 菜市场和超市相比我比较喜欢超市 Hoặc là câu khác, so sánh giữa nhan sắc của tôi và anh ấy, thì nhan sắc của tôi được hơn, thì mình sẽ nói là 我的颜值跟他的颜值相比我的颜值比较高 我的颜值跟他的颜值相比，我的颜值比较高。OK 啦，别忘记，等会follow 我们呀，再见。